Rồi chưa? Mời các bạn xem ba con ở xã Binh Thành, huyện Cao Lãnh. Thì giờ cha bắt cá ở bên sông Tiền. Đấy là mình khép vô đây đó hả? Cá nó gom lại vô đây. Sau khi quấy lưỡi á, người ta bắt đầu dở những cây ra để kẹp lưỡi lại tiếp, là kéo lên là bắt được cá. Mấy phút á ha? Nửa buổi à. Lặn cái thấu cạn được luôn. Tại mấy hơi mờ. Thở tự nhiên. Lặn giờ đây tới chiều luôn. Chứ không có mấy hơi. Lúc này chứ thầy không thấy mấy ông ấy lên. Tôi trước tôi cũng không biết nữa. Tôi nói xong lặn hay dữ rồi. Không có sao không là không lên. Vậy về là mấy hơi. Giờ làm xuống này có để kẹp cái mỹ lai đó phải không? Khép rồi, bây giờ còn không miếng trà nữa. Không rồi mới khép rồi, cá nó chồm rồi. Chồm rồi. Đó là vô rồi mà đâm sáu càng quay phim cho đã luôn. Cá rồi mới vô. Hai ba con còn lao. Rồi chứ. Cái đẹp. Cái này quay là đưa về đài hay gì? Lên YouTube đi, căng màng YouTube đi. Sau khi vây lưới xung quanh cà thì người ta lặn xuống để vớt các cái nhánh cây lên. Còn này là bờ sông Tiền. Chắc cũng khoảng có độ sâu khoảng hơn 2 mét. Cho nên là người ta phải lặn bằng bình hơi. Quý vị nhìn thấy là mỗi người lặn xuống là phải ngầm một ống hơi. Tiếng máy mà chúng ta đang nghe đó là máy nén khí để bơm hơi cho những người lặn xuống dưới sông để vớt nhanh cây và khép lưới. Hiện giờ đó thì hai người lặn xuống dưới để vớt nhánh cây và ba người ở trên thuyền. Mỗi chung nước á, mà chúng ta thấy sủi bọt khí đó là một người đang lặn ở dưới cha. Nếu mà phải lặn lâu á thì người lặn phải ngậm ống hơi trong thời gian dài
vì vậy có thể là dẫn đến hiện tượng chảy máu ở trong miệng. Chúng ta thấy là công việc này quả là rất là vất vả. Trong quá trình là thu dọn nhanh cây thì người ta thu hẹp chu vi của lưới và nhanh cây dỡ từ trà này, người ta chắt qua bên kia để làm trà mới. Bây giờ là tiếp tục khép lưới lại. Đã vớt hết nhành cây thì quý vị thấy người ta bắt đầu khép kín lưới lại và chuẩn bị kéo lưới lên.
là biết của em. Lặn học có máy hơi, lặn xuống học 2-3 đường lặn cái mẫu lên rồi hết hơi. Cứ chạy bộ chạy bao nhiêu á? Thì ấy vô nó chạy. Chạy phép. Thét vậy. Nhà máu có con tiền. À là giờ khẹp mình lúc này giờ là xuống khẹp mì dưới đó. Rồi khẹp khép lại hết rồi. Giờ kẹo lên rồi đó. Chút xíu là kéo lên là bắt tôm cá. Có cá tôm cá cả luôn mà phải không? À. Cá tôm cá cả luôn chứ hả? À. Tôm cá trúng luôn lộn xộn. Trời ơi, dở cái này hết. Bắt lên xuống đây là. Bao. Rồi chúng rồi bao quay phim là chúng kia càng. Chúng càng không ha. Rồi. Từ á. Có tôm không? Dạ, dịch ở đây. Nó cầm hoài. Đấy nè, tao mắc dịch ở đây rồi. Nó tuột. Kệ, chết chóc gì sợ. Đang hai cái giò đang dịch. Lanh lúc này khoảng 20 phút à. Khỏe. Đang dẫn hai cái giò. Thank you.
con chứ đâu nhiều luôn. Thank you.
Ốc hôm qua ăn chưa ông Năm? Ốc hôm qua ăn chưa? Chưa. Có món nào chứ không có hả? Dạ. Có món hơi đánh vỗ một tí. Đánh vỗ đâu? Có ngày ông tên vậy. Trời ơi, bữa tiên ăn ốc đã hôm qua. Đó, nó cho nó cười chết rồi. Cường cũng rợn lên. Món đặc sản. Bây giờ đá tiện thịt bò. Trâu bò. Nè, quay con ốc ốc đắng này coi. Đó, lên xe rồi. Ốc đắng hết thùng không? Hôm nay con lấy về ăn được quá, luộc ăn được quá. Luộc ăn được, trời ơi, đắng ngon. Luộc ngon lắm á. Cắt một bữa 300-400kg á. Luộc ăn ngon lắm đó, và bán được. Mấy người ở xa, ở đây ai ăn? Mình con lựa như đây là ông thấy một ba của ba ông với anh ba đó giờ thật ra đâu đó nữa con lựa mình chào cả nhà, cảm ơn nhiều.